yếu nhá. Đang máy quay. Đây là giải anh Tài nhá. Anh ngồi đây vẫn được này. Anh ngồi đây vẫn được. Vâng, phía xa mình là cặp đôi Hưng Đức của Bắc Ninh. Phía sau mình là cặp đôi Triệu Chi Đức của đơn vị Hà Nội. Giải anh Tài có giá giải thưởng lên đến 3 triệu đồng. Anh em mổ cho mình quả xẻ nhé. Điểm 1-0. Giải có cách gặp lại. Giải có cách à? À đúng rồi, 2021 đúng không? Ê, còn người không toàn rồi. Điểm 1 đều. 1 đều. Hello, xin chào chị Bảo Hân nhé. Chào anh Thanh Lê, xin chào tất cả anh em. Vâng, đập cầu rất tốt đến từ Chí Đức. Đập cầu tốt, 2, 1. Điểm 3-1. Rồi 2-3. Rồi 4-2. Trận này là giải anh Tài mọi người nhá. Sẽ chọn là 4 tay vợt xuất sắc nhất để thi đấu. Đáng lẽ là Hoàng Anh 4 triệu nhưng mà Hoàng Anh sau trận chung kết đã chấn thương rồi. Nên là Chí Đức sẽ đánh thay nhá. Điều. 5, 2. Điểm 5-2. Vẫn còn. Ở ngoài. Anh Hoàng Anh đâu? Sáu anh thì vô địch rồi nhá. Đang ngồi dưỡng thương rồi. Đang bị chấn thương rồi. Điểm 6-2. Từng chia sẻ với anh nhá. Vâng, không còn rồi. Và dí cầu rất nhanh của Ngọc Triệu. Điểm. Dí cầu thẳng vào người của Trung Đức. 7-2. Điểm 7-2. Đây một C31 mọi người nhá. Chặn 31. Phần thưởng là 3 triệu đồng. Đây là giải anh Tài. Giải đấu của 4 xuất sắc nhất. Điểm đến tiếp. Xin chào Phạm Hồng Hải nhé. 8-2. Điểm 8-2 rồi. Có vẻ như diễn biến trận đấu hơi nhanh. Từng con thì vừa đấy đã đánh chung kết gặp Hoàng Anh. Có lẽ là đã tốn khá nhiều thể lực rồi. Điểm 9-2 cho Ngọc Triệu và Chí Đức. 9-2. Chí Đức đập cầu như đấm gạch vậy. Pha thủ cầu tốt của Trung Đức. Đổi giao cầu. 3-9. Bao nhiêu? Cầu. Điểm. 4-9. Điểm 4-9. Điểm 5-9. Điểm 5-9. Khoảng cách là rút ngắn chỉ còn 4 điểm. Trung Đức. Trung Đức. Rất hay. Và được người rất nhanh của Trung Đức.
điểm cho Bắc Ninh. 6-9. Khoảng cách chỉ còn 3 điểm. 9 đều đi cho hay. Đề nghị cổ động viên cho Văn Tráng vỗ tay khích lệ thi đấu với hai các vận động viên. Xin chào anh Sơn Nguyễn nhá. Xin chào Ngọc Tùng nhá. Đi ra ngoài. Không ai. Đổi. 10, 6. Không ai. Cầu đi ra ngoài. Đổi. Xin chào anh Nguyễn Văn Kỳ. Xin chào anh Nguyễn Quốc Huy. Rất nhanh. Quá. Nó tốt của Trung Đức. Minh Quang. Đổi. 14, 7. Đây là trận anh Tài nha bạn ơi, Tài em ơi. Trận này là sự góp mặt của bốn tay vợt xuất sắc nhất nha. Chung kết đánh rồi. Chung kết thì Hoàng Anh Lâm đã lên trước và đã giành chức vô địch. Điểm 8-11 rồi. Câu ngắn. Đổi. 12-8. Kéo mạnh anh một tí anh Hiếu ạ. Sơ với anh Hiếu vẫn không bằng được. Điểm 13-9. 13-9. Điểm 14-9. Dành thế nhỉ. Điểm 15-9. Nào xem mô tả. Đang ghi tinh ăn. Không ai, anh đủ sân. 16-9.
9. Chúng ta về chậm. Rồi đánh nghe tạ ngầu. Đau lắm, cái trường kỳ nó có kết. Bây giờ không thể đấy nào. Nhìn tinh thì nó chẳng ai. Nhìn ai như đó, không ổn định. Đã đi ra rồi, để thế thì có được xinh vẹn đấy. Đã được rồi. Đi gôn về xem. Rồi được không? 10, 16. Kính đi vào camera lại để anh đợi chút tiền đau lại nhé. Vẫn thế mà anh em. Thay cái máy hay chim thôi. Trận này chút đi hay hơn. Chồng đấy. Thế nhở? Chí Đức. Ok, thủ hai thật, hương thật thủ tốt. Câu 2. Câu à? Điểm 12, 16. Đây có nha anh Đăng ơi. Trận này phần thưởng là 3 củ nha. Đánh một C31 thôi. Thank you.
Tân Mobile. Vâng, điểm đang là 20-23. Nhìn về Ngọc Triệu và Chi Đức. Xin 10 giây quảng cáo tại Hưng Quan và Trung Đức đang mặc trên mình chiếc áo do nhà tài trợ Tan Mobi. Anh em nào ở Bắc Ninh có thể là ghé qua Tan Mobi để ủng hộ điện thoại. Uy tín là cũng ngon và bảo hành nha. Rồi. 24-20. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngon kìa. Chất lượng chất lượng đạo đặc biệt là cảm ơn nó là một cái vui Thank you.
anh Hùng. Có thể do phải nam Hey!
31 đẹp. 31 là 10. Bây giờ 31 đẹp. Giờ cho thi anh vào. Cố lên quả thôi. Công ty phát triển thế giới thông minh tài trợ cho tôi gì 500.000. Đề nghị quý vị cho nhau vào tay. Chào anh, chào. Chào anh Đường Lê Văn Tú nhá. Giờ Lê Văn Tú thay Trí Đức thì khả năng lật kèo. Tỷ số hiện tại đang là 31-30 nhưng về hướng Đức. Chỉ một điểm nữa thôi thì hướng Đức sẽ được 3 triệu đồng. Và thế anh mất 100.000 đồng. Tôi rất mong cổ động viên cho chàng vỗ tay lần nữa. Sẽ có 31 đều nên 40 đều 30 Đức có chém rồi.